Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong series Học chơi tướng cùng top 1 server. Còn nhớ số trước, anh em đã tìm hiểu và làm quen với lối chơi Ezreal găng tay băng giá khó chịu từ IEX Roger, người chơi top 1 server hiện nay. Còn trong số này, hãy đến với một pháp sư cấu rỉa cũng khó chịu không kém, thường được xuất hiện ở cả đường giữa lẫn hỗ trợ và đang chưa có được cái nhìn đúng mực khi bị cho rằng đây chỉ là lựa chọn leo rank ở tầm trung, Lux. Vậy người chơi top 1 Lux với cái tên Kata Lazada có suy nghĩ như thế không? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong nội dung hôm nay nhé! Đầu tiên hãy cùng xem qua lý lịch trích ngang của người chơi này nhé. Kata Lazada, tên thật là Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 2003 và hiện đã tham gia tốc chiến được hơn 500 ngày, đạt được mức rank thách đấu. Nickname của anh chàng bắt nguồn từ việc thích chơi hai tướng là Katarina lẫn Lux, nhưng vì Kata nó hợp vần hơn nên quyết định giữ tên như vậy cho đến nay. Riêng với tiểu thư ánh sáng, Kata Lazada đã nắm giữ vị trí top 1 liên tiếp 3 mùa gần nhất, với mức điểm thông thạo lên đến gần 9.000, tỷ lệ thắng lên tới hơn 60%. Có rất nhiều ý kiến cho rằng Lux không thích hợp để dùng leo rank cao. Tuy nhiên người chơi này lại cho rằng đây là một pháp sư trợ thủ khá đa dạng khi có thể dùng ở cả vai trò pháp sư đường giữa lẫn hỗ trợ đường rồng. Thế nhưng với meta hiện nay, Lux sẽ phù hợp ở vị trí đường giữa hơn khi có khả năng dọn lính nhanh, đẩy đường khá mạnh, cùng lượng chỉ số scale theo sức mạnh phép cao nên cần ưu tiên về trang bị. Do đó đường giữa sẽ phù hợp hơn cho cô nàng để làm kinh tế so với việc phải đánh một vị trí khó thăng tiến về trang bị như hỗ trợ. Vậy nên trong vài phút sắp tới, hãy chỉ tập trung về Lux đường giữa, phong cách Kata Lazada thôi, anh em nhé. Với Lux, pháp sư đường giữa, sốc điện chính là điểm ngọc then chốt mà player này lựa chọn để tăng thêm khả năng dồn sát thương. Các nhánh ngọc phụ lần lượt là yếu điểm, vì Lux có khả năng khống chế mạnh nên ô ngọc này sẽ tăng thêm 5% sát thương ngay sau đấy. Xác suất ăn mạng của bạn sẽ cải thiện hơn rất nhiều. Tiếp theo, combo giáp cốt đi kèm hảo ngọt sẽ bổ trợ cho Lux trong giai đoạn đi đường tốt hơn, tăng cường khả năng trao đổi chiêu cũng như hồi phục sau mỗi pha giao lưu kết hợp với đối phương. Ngoài ra, bạn có thể thay yếu điểm bằng đắc thắng nếu team địch có nhiều mục tiêu máu giấy, nhằm dứt điểm đối phương dễ dàng hơn khi chúng còn thấp máu nhé. Về phép bổ trợ, tối ưu nhất cho Lux trong meta hiện nay sẽ là combo kiệt sức kèm tốc biến, vừa chống tiếp cận, chống dồn sát thương, lại còn làm chậm đối phương giúp bạn thi triển combo chuẩn xác hơn rất nhiều. Với một mẫu tướng có khả năng đẩy đường mạnh thì vọng âm Luden sẽ là món đồ bạn cần ưu tiên lên đầu tiên cho Lux. Tiếp theo, hãy nâng cấp giày thủy ngân để giảm bớt hiệu ứng khống chế nhận phải. Hoàn thành mũ phù thủy để khuếch đại tối đa sát thương, sau đấy là ngọc vô cực, trượng hư vô và cuối cùng là quỷ thư Morello. Một vài lưu ý nhỏ cho anh em là nếu đối thủ có nhiều tướng chống chịu, đỡ đòn thì hãy lên mảnh xuyên kháng phép của trượng hư vô, tức ngọc hư vô sau khi đã lên xong mũ phù thủy. Tương tự, nếu team địch có nhiều tướng có khả năng hồi phục thì một mảnh ngọc quên lãng, thành phần của quỷ thư sau khi lên xong mũ sẽ giúp bạn sớm có hiệu ứng vết thương sâu, gây khó chịu cho địch hơn. Bạn cũng có thể biến tấu một chút với việc thay quỷ thư thành song kiếm tai hương. Món đồ này sẽ giúp Lux gây sát thương tay rất mạnh, phù hợp khi đang xanh mà đối thủ máu giấy nhiều nhé. Về trang bị kích hoạt từ giày, hãy cân nhắc giữa đai lưng ma pháp nếu muốn đánh chủ động, gặp những kẻ địch mỏng cơm, hay ngưng động ma pháp khi đối đầu với những kẻ địch có khuynh hướng sốc sát thương mạnh và cơ động hơn bạn. Trong giai đoạn đi đường, quả cầu ánh sáng sẽ là kỹ năng chủ đạo trong việc dọn lính lẫn cấu rỉa đối phương cùng đường. Đợi chúng lại gần last hit lính là thời điểm tốt nhất để bạn phối hợp cả hai nhiệm vụ vừa nêu. Lưu ý, nếu muốn đẩy lính nhanh thì sau khi dùng quả cầu ánh sáng lên lính, hãy chuyển đổi đòn đánh lên các con lính liên tục nhằm kích hoạt nội tại ở số lượng tối đa có thể. Đồng thời cũng luôn giữ chiêu 1 khóa ánh sáng, phòng cho những tình huống dừng tim bạn hỏi thăm từ sớm. Tất nhiên nếu anh em đẩy đường nhanh thì cũng có thể chủ động kiểm soát hạt soi sáng, qua đó dự đoán vòng dừng của đối phương dễ hơn. Sau khi đạt cấp 5 và có chiêu cuối, ta có thể ép đường kẻ địch bằng cách cắm mắt hai bên sông và đứng trước lính. Chờ kẻ địch di chuyển lên farm thì dùng combo khóa ánh sáng, quả cầu ánh sáng, cầu vùng tối thượng để kết liễu chúng. Vì Lux là một dạng pháp sư kém cơ động nên việc cắm mắt hai bên bờ sông sẽ giúp tiểu thư ánh sáng có tầm nhìn và an toàn hơn khi phải solo với đồng nghiệp cùng đường. Trong giao tranh, bạn phải luôn hình thành suy nghĩ, thủ sẵn kiệt sức, chiêu cuối và tốc biến nếu cần để kết liễu chủ lực hay một tướng máu giấy team địch. Chọn góc đứng phù hợp và đợi cho xạ thủ hay pháp sư đối phương sơ hở thì dùng kiệt sức và dồn combo như nói ở trên, sau đấy rút lui bằng tốc biến nếu cần. Trong trường hợp đối phương đánh kín kẽ, hãy đứng sau đồng minh và tung ra những pha quả cầu ánh sáng để cấu máu. Khi những tướng đỡ đòn hàng trước của địch lao lên tấn công thì dùng khóa ánh sáng để ngăn chặn.
và nếu đối phương còn khoảng 2/3 máu thì có thể dùng luôn quả cầu ánh sáng kèm cầu vồng tối thượng để dứt điểm chúng luôn nhé. Sau đây là một vài combo của Lux. Khi sử dụng Lux, Kata Lazada rất thích có những người bạn đồng hành như Morgana, Ezreal hay Varus trong đội hình, bởi họ cũng có những khống chế mạnh, tạo tiền đề hay bồi cùng với khóa ánh sáng của Lux giúp combo chuẩn xác hơn. Ngoài ra, vì là một tướng kém cơ động, Lux khi mất đi khóa ánh sáng cũng đồng nghĩa với khả năng lên bảng đếm số khá là cao, nên những tướng cơ động có khả năng áp sát mạnh như Katarina, Akali hay Irelia sẽ là những đối thủ bạn phải dè chừng khi muốn sử dụng tiểu thư ánh sáng đó nha. Vừa rồi là tất cả những nhận định, chia sẻ cùng vài hướng dẫn của Kata Lazada về Lux, tiểu thư ánh sáng, một trong những pháp sư hộ công nhưng tiềm ẩn khả năng dồn sát thương cực kỳ mạnh trong tốc chiến. Hãy thử và trải nghiệm lối chơi này cũng như bộ ngoại trang Lux vệ binh pyjama cho thêm phần cute phô mai que nhé. Để lỡ như bạn có trả may KS vài cái mạng của đồng minh bằng cầu vồng tối thượng thì cũng sẽ được anh em cùng team vui vẻ tha thứ mà thôi. Các bạn đã làm chủ được vị tướng này chưa? Và theo bạn, Lux hỗ trợ sẽ cần phải lưu ý thêm những điều gì? Có thể lên đồ full phép như Lux đường giữa không? Hãy để lại ý kiến cá nhân trong phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.